Đi đường về cẩn thận, về tới nhà nhớ nhắn nha. Bạn đã từng được nghe lời dặn dò như thế này chưa? Trước đây mình không để ý tới điều này lắm, nhưng khoảng thời gian gần đây mình đã làm điều đó với bất cứ ai. Nếu mà khi kết thúc cuộc gặp gỡ, họ phải đi về nhà, đó có thể là người thân, người yêu, bạn bè, hoặc những ai mà mình có cơ hội gặp gỡ họ. Vì mỗi chuyến đi về nhà, mình cũng đã cảm thấy ấm lòng và đi cẩn thận hơn khi nhận được lời nhắn như vậy. Và mình biết có người đang quan tâm đến sự bình an của mình. Và khi mình nói ra câu đó, mình cũng thấy an tâm hơn. Thế nên trên mọi chặng đường, dù có đi hay về, thì cũng nhớ bảo trọng bạn nhé.